cây giết người, hố chôn tập thể, những mảnh xương trắng nằm lộ thiên chưa được tập kết, nồng nặc mùi tử khí, mang một cái tên đau thương, cánh đồng chết Junet. Cánh đồng chết Junet, nơi này mang đến một cái nhìn chân thực và xót xa nhất về những điều kinh hoàng xảy ra trên đất nước Campuchia khi nằm dưới sự cai trị của Khmer Đỏ. Hơn 20.000 người bị bọn Khmer Đỏ sát hại. Chắc chắn khi đọc đến những cái tên như mộ 100 trẻ sơ sinh và mẹ, mộ nhiều xác nhất với 450 xác, mộ 166 người không đầu, mộ 87 người mất tay, chân, ai cũng cảm thấy nỗi xót xa vô hạn. Trong biên niên sử của những điều kinh hoàng nhất của thế kỷ 20, Campuchia được xếp ở thứ hạng cao. Việc lưu giữ những hình ảnh về một quá khứ đau thương là cách người dân nước này nhắc nhở nhau cho các thế hệ sau về một thời kỳ đen tối của dân tộc. Con đường mình di chuyển đi ra cánh đồng chết thì nó khoảng tầm 20 km, và khi mà di chuyển bằng cái phương tiện xe đến lúc như thế này thì chạy khá là chậm. Ở cánh đồng chết đó thì bao nhiêu nạn nhân của chúng ta? Hả? Bao nhiêu nạn nhân của chúng ta? Mười mấy ngàn người á. Dạ. Bây giờ mình đã được chú ba chở đi đến cánh đồng chết, một những trong những cái nơi rùng rợn nhất của Campuchia. Và nơi này thì một bức tranh thảm khốc được phát họa lên xương và máu nhân dân Campuchia bởi bọn. Hôm nay là khoảng mười mấy ngàn người đã bỏ mạng. Đa số là tầng lớp tri thức cũng như nó, ở Tua Slay á, nó rồi bắt đầu là tối cái nó trở lại đây giết. Giết rồi bắt đầu là đập đầu, mổ bụng, cưa cổ. Cái sợ đập đầu không chết á. Cứu cổ rồi. Ở nhà tù Tua Slay nhé. Đầu bắt đầu nó lấy lời khai hết rồi đó. Bắt đầu nó đeo hành lý để đem xuống đây. Đem xuống đây thì dụng nó chở 30 người đi. Thì nó cho từng người ra chứ không phải 30 người đem hành lý một lượt. Từng người nó gạt này gạt nọ vậy đó. Người ra để giết. Có tụi hành lý ở đây. Tổ 10 người. Chờ là đập đầu mổ bụng nữa đó. Chị, sau gần một giờ đồng hồ từ thủ đô Phnom Penh di chuyển về hướng Tây của đất nước Campuchia bằng phương tiện là xe túc túc, thì hiện tại mình đang có mặt tại một cái nơi rùng rợn nhất thế giới, hay còn gọi là cánh đồng chết Killing Field. Nơi đây hơn 20.000 người đã bỏ mạng tại nơi này. Có một cái câu chuyện như thế này, vào năm 1975 khi mà chế độ Pol Pot giành được chính quyền thì họ đã dồn người dân vào đây để tàn sát. Nơi đây trở thành một trong những địa điểm cho khách tham quan mà rùng rợn nhất. Nên khi xem video clip này thì các bạn cũng như là cô bác quý anh chị nhớ cân nhắc kỹ trước khi xem. Và hôm nay thì Bùi Hồ muốn cùng các bạn sẽ đi vô một trong những cái nơi rùng rợn nhất trên thế giới nha. Đó là cánh đồng chết. Và vô đây thì mình sẽ mua một cái vé để vào đây. Vé tầm cũng rẻ thôi, tầm khoảng 2-3 đô, có nghĩa là khoảng 60-70 ngàn. Đây là một cái quầy bán vé này, và mình sẽ mua một cái vé tham quan cho cái khu vực này. Ở đây thì một vé tham quan như thế là 3 đô la, thì nó khoảng hơn 60.000 tiền Việt Nam. Và mình vô đây thì mình đã đổi được cái tờ tiền kia, ở đây là mệnh giá là 50.000. 50.000 thì cái tờ này nó khoảng 300. Đây là có hình của Bùi Hồ Xiên, Quan Chi Kịch. Đây là cái vé tham quan, cái vé vào cổng. Mình mới vừa đưa bạn này 50 ngàn. Thank you. 50 ngàn.
30 ngàn. Ôi 20 ngàn, 30 ngàn, 35 ngàn, 12 ngàn thôi là 38 ngàn, nên là 35 ngàn. Ok, 38 ngàn. Đây là từ Campuchia. Và cái vé tham quan này là có 12.000 ghi. Và bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cũng như là cô bác quý anh chị cùng vào đây tham quan nha. Và phía cái tháp kia đó chính là nơi lưu giữ hàng ngàn sọ người cũng như là xương người. Thì ở trong này có rất là nhiều hố chôn tập thể mà bọn Pol Pot đã sát hại và cũng như là đã giết người bằng những cái công cụ rất là thô sơ tại nơi này, như là dùng gậy gộc này để mà đập đầu, hoặc là có thể là dùng những cái cây thốt nốt để khứa cổ. Đây là một cái hình ảnh phát họa về tội ác của bọn Khmer Đỏ. Thì chúng ta có thể nhận thấy là đây là các binh lính Khmer Đỏ nè, ở trên đều có một cái khăn gằn và áp giải những cái người vô tội để hành quyết. Và cái dụng cụ hành quyết của họ thì cũng rất là thô sơ, chẳng hạn như là gậy gộc ở đây. Và mọi người có thể thấy là họ tra tấn bằng cách là lấy lời khai nè. Theo chú Ba chia sẻ thì họ lấy lời khai bằng cách là dùng kìm để mà gút móng tay, móng chân để ép người đó, ép cung người đó khai ra. Và tiếp tục hành trình thì mời mọi người cùng lên đây. Nơi đây được gọi là cái nơi lưu giữ những cái bộ hài cốt cực kỳ gùng gần. No. Ok. Anh này anh xin mình mua hoa với lại nhang để lên đây. Có thể thật. Mình sẽ vào đây quay cho các bạn cũng như là cô bác quý anh chị cùng xem nơi tập kết của hơn 17.000 bộ xương người ở trong cái khu vực cánh đồng chết này nha. Vì có một số hình ảnh khá là phản cảm nên mình sẽ quay xa cho cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn cùng xem. Này. Mọi người đằng sau lưng này rất là nhiều bộ hài cốt. Đây. Ở đây thì làm bởi rất là nhiều cái tháp cao mị mị ở trên kia. Và mỗi một tháp như thế thì chứa hàng trăm bộ hài cốt và có tuổi đời khác nhau. Do một số hình ảnh khá là phản cảm nên mình cũng như là đau thương nên là nữ là mình sẽ không quay trực tiếp cận cảnh ở bên trong. Nơi đây có rất là nhiều bộ hài cốt và chúng ta có thể thấy rất là nhiều tầng. Thì chút xíu nữa mình vô trong thì mình sẽ quay những cái bộ quần áo của những nạn nhân mà bị Pol Pot sát hại cho mọi người xem và cái hình thức mà bọn Pol Pot sát hại nha. Đây là một cái tháp rất là lớn và hôm nay thì giờ này thì mọi người thấy mọi người khách có cúng cơm ở đây nữa nè. Và bây giờ thì mình sẽ vô, mình sẽ quay cái phần ở dưới mọi người xem nha. Và nơi đây vẫn còn lưu giữ những cái bộ áo, những cái quần áo của các em nhỏ, của các trẻ đã bị giết chết. Và đây là những cái gông cùm bằng sắt nè, họ dùng nó để cùm vào cái cẳng chân. Nơi đây thì họ phát họa lại một cái tấm hình
đó là cái sọ đầu được đóng một cái thanh sắt, sẵn thanh sắt này đánh vào cái xương sọ và gây ra một cái chết đau đớn. Những cái công cụ cực kỳ thô sơ mà cực kỳ ghét mà ngựa đóng đẳng lên. Đây là những cái dao chặt thẳng từ trên đầu. Hay là dùng gậy dọc đập thẳng vào đầu. Những cái đồ dầu và cả những cái chiếc, những cái công cụ lao động như thế này. Đây là những cái búa có chém thẳng vào đầu. Ở đây thì mình mới thấy hết được cái tuổi này, hoặc là những cái lưỡi liềm này. À, bây giờ thì tiếp tục hành trình sau khi viếng thăm các bộ hài cốt của các nạn nhân bị bọn Pol Pot sát hại, thì mời mọi người cùng theo Bùi Hồ cũng như cô bác anh chị cùng theo Bùi Hồ tham quan toàn cảnh nơi cánh đồng chết này nha. Đây, hàng chục người bị bọn chúng tra tấn. Nè mọi người, ở đây có một cái cây rất là lạ luôn. Và nơi đây là ngôi nhà này thì bị bọn Pol Pot chiếm đóng. Vào những lần trước á, thì khi mà mọi người mua một cái vé đó thì sẽ mua thêm một cái thuyết minh bằng tiếng Việt, tiếng Khmer và tiếng Anh. Và đây là một trong những cái địa điểm thuyết minh bằng tai nghe này, nhưng hôm nay thì mình không có mua được và họ không có bán, lý do là tình hình dịch bệnh Covid. Đây được mệnh danh là cánh đồng chết, một trong những cái cánh đồng rùng rợn và gây sợ nhất trên thế giới. Nơi đây thì lưu giữ các dùng những cái hung khí mà để họ dùng để mà giết những người dân. Như mình có thể thấy là cuốc này, dao găm này, và ngay cả những cái xiềng xích. Đó, mọi người thấy rõ. Những cái dụng cụ này họ được thu thập sau năm 1979. Và nơi đây được gọi là những cái hố chôn tập thể. Đây là cái hố chôn tập thể, thì họ giết bằng cách là họ đào những cái hố á, bắt đào những cái hố và họ giết rồi họ sẽ chôn xuống đây rất là sâu, nhưng mà qua thời gian 5 tháng thì đất nó đã bồi. Ở đây rất là nhiều cái hố chôn như thế này. Đây, những cái hố chôn tập thể từ vài người, từ 10 người đến vài chục người trở lên, những cái hố. Khi mà họ dùng những cái công cụ như là đóng đinh là đập đầu thì họ sẽ xô xuống đây luôn và họ chôn lấp ở dưới này. Mọi người có thể thấy
ở nơi đây thì có hàng trăm cái hố chôn tập thể như vậy. Đa số thì các nạn nhân bị giết đều là cán bộ hoặc là những người có tri thức. Sau khi bọn Pol Pot giành được chính quyền thì họ ép người dân khai ra và dồn người dân vào một cái nơi và họ lấy lời khai và họ sẽ từ từ hành quyết. Campuchia đều có hố chôn hết. Yeah. Có em bé khu vực, em bé có khu vực người lớn. Yeah. Nó toàn lãnh thổ. Em biết là mật độ dân số Campuchia, Pol Pot giải phóng là 6/6 triệu dân. Nó lãnh đạo 3 năm 8 tháng 20 ngày đã giết người dân Campuchia gần 3 triệu dân rồi. Dù em bé không biết cái gì nữa, nó cũng buộc vào tình báo. Tôi nói em bé 7, 8 tuổi, 9, 10 tuổi, cái tình báo cái gì mà nó cứ buộc vào tình báo để nó hủy diệt. Người cha làm chặt thì giết cả mẹ, nó nhổ cỏ nhổ tận gốc mà, giết cả người mẹ và cả người con luôn. Nó không phải là người cha làm chặt, nó không chặt cái gì chứ, điều nó buộc cái gì đó, nó, người cha, cái gia đình nó phải chịu ảnh hưởng. Em hiểu không? Nó phải ảnh hưởng thôi. Rồi những nhà trí thức học, những bác sĩ, kỹ sư, luật sư là nó quỷ diệt hết. Nó hỏi em, dụ em, nó nói thôi giờ em có học vấn gì không để cùng nhau hợp tác với xây dựng với đất nước hòa giải hợp tác dân tộc. Tại vì mới giải phóng thì nhân lực. Em nói em giáo sư, kỹ sư rồi đó. Yep. Em ở trong vợ con nè, bắt đầu nó có ONCA là tổ chức rồi. Là mời đi hộp rồi đó, ba đi là đi luôn, không còn tụ. Từ diện tích cũng khá là nhỏ, chưa tới 1.000 m², nhưng mà chúng ta có thể đấy là hàng chục cái hố chôn tập thể. Và nằm rải rác ở dưới này thì có thể là còn những bộ xương người nằm ở sâu ở dưới kia. Và mọi người có thể thấy, cô bác quý anh chị có thể thấy là nơi đây vẫn còn sót lại, lưu lại những bộ quần áo của các nạn nhân. Tụ Pol Pot thì người dân phát hiện ra những cái hố chôn tập thể như thế này, hàng ngàn bộ hài cốt, và người dân đã tập kết lên ngay chỗ cái tháp ở đằng kia mà vườn hồ mới vừa quay cho các bạn như cô bác quý anh chị xem. Đây là một cái những trong những cái hình ảnh đau thương nhất này. Mình có thể nhận thấy ở dưới kia có những cái tờ tiền người dân họ quăng xuống đây, và nơi đây mình vẫn còn thấy được cái những cái bộ quần áo cực kỳ tang thương luôn. Cô bác anh chị, nơi đó là một cái cây gọi là cây phiêu linh tri, là cây hành quyết, hay còn gọi là cây dùng để giết những nạn nhân, đa số là các trẻ nhỏ. Thì mình sẽ giải thích cho mọi người xem. Thì các trẻ nhỏ đó thì bị bọn Pol Pot là họ cầm cái chân đó, và họ sẽ đập đầu vô đây. Và nơi đây có thể cây này rất là nhiều sinh linh đã bỏ mạng ở trong này, thì mọi người có thể thấy nè. Và trong cái cây giết người này đó thì mọi người có thể nhận thấy rằng ở đây có rất là nhiều những cái vòng đeo tay nhỏ. Và đây là cái cây dùng để giết các trẻ em. Mọi người sau khi mà tập kết các phần xương đó thì họ vẫn thấy được những cái phần khối óc của các trẻ nhỏ ở trong đây. Và đây là những cái vòng mà những người họ đến đây họ giếng, họ treo lên như thế này, cũng như cho các em bé ở đây họ siêu thoát thôi. Lĩnh khỉnh những cái vòng rất là đeo tay rất là nhỏ. Đây là một cái cây còng đó mọi người. Thì bây giờ nó đã đổi lại một cái tên khá là gùng gợn, đó là cây giết người Khiêu Linh Pri. Và cạnh cái cây giết người này, sau khi mà giết xong á thì bọn Pol Pot họ mới chôn các em bé ở dưới này.
Đó, chôn, đây là một cái hố chôn tập thể, ước tính rằng ở đây có hàng trăm em bé đã bị vùi lấp dưới này. Và sau khi giải phóng thì họ quy tập kết về ở trên kia. Mọi người có thể thấy còn đây là những cái vòng đeo tay. Được treo lủng lẳng trên các hàng rào như thế này. Ngay cả những cái bộ quần áo cũ. Đây là những cái nhân chứng cho tội ác mang gợ của bọn Pol Pot. Và ở dưới kia thì mọi như lúc nãy đồng hồ của nó vẫn còn vương vãi khắp nơi những cái bộ xương mà họ tập kết chưa hết. Coi như nơi cánh đồng chết gọi là khiêu đất cánh đồng chết, đó là gọi là killing tree, là cái cây giết người. Như vậy một cái hố đó nó đào nó giết em bé gần 400-500 người. Nó lấy cầm cái chân nó đập vô gốc cây, đập quăng xuống. Ở gọi như cái đồng chết đó, gọi là killing tree, là cái cây giết người. Trong chế độ Pol Pot nó không cho súng bắn, nó bắn là lỗ viên đạn nó. Tức là họ sử dụng hình phạt từng khúc cây, từng cái đầu búa hay là từng tất cả những gì họ hình phạt. Hoặc em bé lại hai thằng nó cầm cái tay vậy nè. Cầm cái tay. Một thằng thì nó quăng lên, một thằng thì nó lấy cái khẩu súng lưỡi lê nó đâm quăng xuống. Ném lên. Giống như là lấy cái chọc. Ở trong nơi này thì có hàng chục cây mà bọn Pol Pot đã dùng giết các trẻ nhỏ, và trong đó cây có một cây rất là đặc trưng ở Campuchia, đó là cái cây thốt nốt. Và bây giờ tiếp tục hành trình nha mọi người. Vì cái khí tài không nhiều nên bọn Pol Pot sẽ dùng những cái cây thốt nốt hay là cây còng để giết người. Thì chia sẻ như thế này cô bác quý anh chị, đây là những cái cây thốt nốt nè. Và những cái cây thốt nốt này đó thì cái phần này nè, cái phần nhánh này nè, nó rất là sắc bén. Và để hạn chế cái khí tài thì bọn chúng đã dùng những cái cây thốt nốt này, những cái cạnh này nè, cắt cổ các nạn nhân và cắt cho đến chết và từ từ và đau đớn. Mọi người cứ nghĩ đây là những cái phần này là những cái phần rất là sắc bén. Khi mà giết người không chết thì chúng dùng cái cạnh bén này nè, chúng khứa ra, chúng gọc ra từ từ. Một cái chết rất là đau đớn và hành hạ, một trong những cái giết người tàn bạo nhất của bọn Pol Pot mà mình muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn về những cái cách hành quyết mà mang gợi nhất của bọn Pol Pot. Đây là cái cây thốt nốt, một trong những cái cây biểu trưng của đất nước Campuchia. Và nơi đây mình sẽ qua đây. Ở đằng kia thì có một cái thùng chứa những bộ hài cốt. Đây, mọi người có thể thấy Sinh Linh Tri. Đây là những cái bộ hài cốt mà nhặt được, và có cả gân nè, những cái gân nè, những cái chiếc gân người á của bộ xương. Những cái bộ xương sau khi năm 1980. Thời tiết khá là nóng nực. Một cái cây này là cái cây Bồ Đề, một trong những cái cây biểu tượng của nhà Phật. Và nơi đây thì bọn Pol Pot dùng để gắn những cái loa phát thanh với công suất lớn để phát ra
treo ở trên kia để phát ra những cái âm thanh nhằm hạn chế những cái tiếng gên la, những cái tiếng kêu la mà bọn chúng hành quyết những người dân vô tội ở chỗ này. Và đây là một cái cây mà phát âm thanh để mà che lấp đi những cái tội ác bọn Pol Pot. Và nơi đây thì mọi người có thể thấy đây là một cái vùng đất trống. Và ở dưới này thì họ đã chôn rất là nhiều xác chết ở dưới này. Và thậm chí là trong cái khu vực này thì mình có thể thấy được những cái xương người nằm rải rác khắp nơi như lúc nãy mình có chia sẻ. Và mình sẽ đi qua một cái hướng này nha. Hơn 17.000 người đã bỏ mạng ở trong những cái khu đất trống như thế này. Và đây là cái phần xương nhặt lên hả Phong hả? Rồi đây là những cái bộ quần áo nè. Những cái bộ quần áo còn nằm rải rác. Của các nạn nhân đã bỏ mạng lệch tại nơi này. Mọi người thấy rất là rùng rợn, nên là cân nhắc kỹ trước khi xem video clip này. Khá là đau thương. Ở đằng kia nữa kìa mọi người. Đó, những cái quần áo nằm rải rác khắp nơi. Đây nè. Thời tiết ở Campuchia khá nóng mọi người. Mặc cái áo khoác vô thì chảy hết mồ hôi à. Thật ra thì khi mà đi như thế này không có những cái phiên dịch á, thì cũng cung cấp thông tin khá là ít cho mọi người. Nhưng mà mình chỉ quay lại cho cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn xem lại về cái những cái cảnh mà rùng rợn nhất ở trong cái cánh đồng này sau khi bọn Pol Pot giết hại ha. Và nơi đây thì mình có thể thấy được nguyên một cái bộ xương đây mọi người. Đây. Và có thể là ở trên này là có những cái du lịch họ đến đây họ tham quan cũng như giếng ở trong này đó, thì họ lượm và họ nhặt những cái bộ xương bỏ trên này. Đây nè, cái phần này thì mình nghĩ là chắc là chỉ mới có phát bộ xương này mới phát hiện đi thôi. Phát hiện sau năm 1980 có nghĩa là sau giải phóng rồi. Ở đây có những cái tờ tiền của Campuchia nè. Và ở đây thì vẫn ở dưới những cái hố chôn tập thể như thế này đó có từ vài chục người. Và nơi đây thì có thể là phát hiện được, mọi người có thể thấy được những cái bộ xương nằm rải rác còn nằm ở dưới này nè. Ô hình này kia là một cái bộ xương đó mọi người. Nên một cái bộ xương ống còn nằm ở dưới kia kìa. À, mọi người thấy không? Xương vẫn còn rải rác ở đây rất là nhiều. Một trong những cái nơi mà rùng rợn nhất. Đây vẫn còn cái bộ xương nè mọi người. À, những cái bộ quần áo này. My God, come on. Người, đây là cái, cũng đây là những cái dân người. Này. Và đây là những cái xương họ tập kết chưa hết. Kể cả luôn có những cái bộ quần áo như thế này. Mm. Hello. You speak Vietnamese? Việt Nam. Oh, Việt Nam. I speak Vietnam chút chút và speak English. Oh. Okay. Yeah. How much money? 2,000 beer. 1,000 more. One more. One. Này là? 1,000. 1,000.
1.000, ok. 1.100, 1G, đúng không? You can give me this one. Ah, what? This one, oh, yeah. Okay, okay. Okay. Thank you. Gồm có là 1,000, one more 1,000, 2,000. Okay. Một chai nước như thế này là 1.000. Ai phong bụi nè mọi người. Sau khi đi một hành trình khá là dài thì bây giờ đang ngồi ở đây nghỉ mệt và uống một cái chai nước. Chai nước này gọi là chai nước. Nước suối của suối. Campuchia. Có giá trị là 6.000 đồng tiền Việt Nam. Và nghỉ mệt tí xíu nữa hai anh em sẽ tiếp tục hành trình đúng không? Yeah. Ừ. Và hôm nay thì coi như là mình sẽ gần như là dành trọn một ngày để mà viếng thăm cái một trong những cái nơi mà gùng gần nhất thế giới, được gọi tên khá là dị, đó là cánh đồng chết. Và hành trình tiếp theo là sẽ uống nước xong thì sẽ nhặt một số cái mảnh xương để mà tập kết lên cái khu tập kết để mà cho như là giảm đi cái sự đau thương trong cái khu này.